Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video chuyên làm về các cái dòng sản phẩm xe 3 bánh, 4 bánh, xe điện và xe máy xăng. Các cái phụ tùng và các cái thông số phụ tùng, chi tiết và báo giá. Video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một cái dòng sạc từ pin năng lượng mặt trời cho xe điện. Pin mặt trời thời gian gần đây thì được rất nhiều người quan tâm để lắp đặt cho sử dụng trong hộ gia đình và để lắp đặt trên dòng xe điện 4 bánh, hoặc là nó có thể sử dụng ở ngoài để sạc cho xe điện bình thường, xe điện 2 bánh cũng được. Đối với cái mạch này, nó có cái mạch này là mạch sử dụng công nghệ MPPT. Thằng này nó có cái đặc biệt là thứ nhất là hiệu suất nó cao hơn rất là nhiều. Và một cái đặc biệt nữa của nó là nó có thể sạc từ điện áp thấp lên điện áp cao. Đối với những cái mạch sạc thông thường thì chỉ có thể sạc từ điện áp cao xuống điện áp thấp. Có nghĩa là đối với cái xe điện của các bạn là 48V thì cái pin năng lượng mặt trời là phải cao hơn 48, 50V trở lên thì mới có thể sạc được. Và thực tế thì đối với những cái mạch năng lượng mặt trời bình thường thì nó chỉ có tác dụng nắn dòng thôi, chứ nó không có phải là một cái mạch sạc gì cả. Vậy giá nó rất rẻ. Còn đối với cái loại này thì nó là một cái mạch sạc, nó có thể sạc từ điện áp thấp lên điện áp cao, từ điện 12-24 có thể sạc cho bình 48-60. Đây các bạn xem các cái thông số trên cái cục pin này nó báo đây. Đấy, điện đầu vào là từ 16V đến 45V. Và đầu ra là có thể sạc cho 48V, 60V và 72V. Công suất của nó đối với cái điện áp 18V thì công suất max của nó là 200W. Và đối với cái điện áp 36V đầu vào thì công suất cho ra là 400W. Đấy. Cái mạch sạc này thì nó khá là đơn giản thôi. Cứ điện đầu vào là điện đầu vào đây, còn điện đầu ra là điện đầu ra đây. Nó rất là dễ sử dụng. Và cái mạch này thì dùng công nghệ MPPT. Cái này các bạn có thể lên trên mạng tìm hiểu cái công nghệ sạc này, nó sẽ đạt cái hiệu suất rất là cao. Mình sẽ cho các bạn thấy so sánh giữa hai cái mạch sạc thường và cái mạch sạc này nó sẽ khác nhau. Đây là một cái mạch sạc thông thường. Đây, cái mạch sạc này là mạch sạc dành cho điện 12V và 24V. Sạc bình ắc quy 12V và bình 24V. Sạc này thì nó tự nhận cái dung lượng bình. Có nghĩa là nếu mà mình cắm cái điện 12V thì nó sẽ nhận diện ở trên này là 12V. Và cắm bình 24 thì nó sẽ nhận diện là bình 24 để nó điều chỉnh cho phù hợp. Thì đối với những cái dòng sạc như này thì nó chỉ sạc được khi mà điện áp của mình cao hơn điện áp sạc thôi. Còn nếu như điện áp thấp hơn là nó sẽ không sạc, như vậy cái hiệu suất của nó là không cao. Nhưng mà dùng để sạc ắc quy 1 bình hoặc 2 bình thì vẫn phải dùng đến nó. Còn đối với cái dòng sạc này chuyên cho xe điện thì xe điện hiện nay ấy, thì nó từ là 48V, 60V và 72V. Cho nên mình có thể dùng cái mạch sạc này. Đấy. Đây là các cái đồng hồ hiển thị số của hiển thị cái chức năng. Đấy. Đây là đồng hồ báo đang có điện từ mặt trời, và đây là điện hồ báo điện ắc quy. Đây ghi là battery này. Đây là solar này. Đấy. Và đây là cổng ra bình ắc quy này. Battery này. Còn đây là điện vào solar, là điện vào này. Thì cứ lấy theo đúng màu dương âm thôi. Thì đối với các bạn làm xe điện thì sẽ phải mua những cái mạch như thế này. Hoặc là mình không nhất thiết là phải cứ dùng xe điện
chỉ cần mình sạc cho 4 bình nối tiếp với nhau thì nên mua cái này hơn. Dùng năng lượng mặt trời cũng thế, có thể dùng cái này sạc cho 4 bình thành 48V và mình mua một cái cục kích điện 48V ra điện lưới thì cái mạch này hiệu suất nó rất là cao. Cái giá của cái mạch này thì bên mình đang bán là 920.000 đồng. Mạch chất lượng cao cho nên là giá nó cũng cao. Còn đối với cái mạch như này thì nó dòng 20A, nó chỉ có hơn 200 một tí thôi. Đấy. Nhưng mà công nghệ sạc của nó cũng sạc PWM. Các bạn lên mạng Google search cái từ công nghệ sạc PWM và công sạc MPPT này ra để so sánh cái hiệu suất của nó thì các bạn sẽ hiểu được cái giá trị của nó. Cái này là hiệu suất rất là cao, nó sẽ đỡ hao phí điện năng từ pin mặt trời xuống. Kích thước của thằng này thì nó cũng khá là nhỏ gọn thôi. Chiều rộng này là 10, chiều dài này là 13 và chiều dày này là của nó là 5 cm. Đấy, rất là nhỏ gọn, có thể đặt sạc trực tiếp trên xe ô tô điện, nó rất là nhỏ. Và nó đặc biệt là nó đầy, nó sẽ tự ngắt là một. Đấy, thứ hai là tự điều chỉnh dòng. Thì cái nhược điểm của cái pin năng lượng mặt trời thì không phải lúc nào điện áp từ tấm pin xuống cũng là điện áp tối đa, mà nó phụ thuộc vào buổi sáng, buổi chiều điện áp nó sẽ xuống thấp. Khi điện áp xuống thấp thì đối với những cái dòng sạc như thế này nó sẽ không đủ vôn để nó sạc, bởi vì là nó sạc dựa theo cái nguyên lý là lấy điện áp cao sạc điện áp thấp thôi. Còn cục này nó chỉ mang tính chất là nắn vôn cho nó phù hợp với cái bình ắc quy, nó đỡ bị hỏng. Còn như thằng mạch này thì nó có cái ưu điểm là có thể dùng điện áp thấp để sạc điện áp cao, cho nên ngay cả những cái khi buổi mới sáng sớm hoặc cuối giờ chiều nó đều sạc vào ắc quy hết, rất là ưu điểm. Đấy, thì cái này là có hai phương án sử dụng của nó, không nhất thiết là phải sử dụng trên xe điện. Có thể mình sạc với 4 bình ắc quy mình mắc nối tiếp mà mình sạc được nó ở ngay trong gia đình và dùng một cái cục kích điện từ 48V lên. Một cái cục kích từ 48V lên 2000W, 220V thì bên mình cũng đang bán với cái giá là 1,5 triệu. Các bạn có thể tham khảo. Mình mua cái cục mình xin giới thiệu đây là cái bộ kích điện 2000W mà dùng điện từ 48V trở lên. Cái cục kích này thì hiện tại mình đang sử dụng trong gia đình, và các bạn nếu như nhà mình thường thường là tất cả trong gia đình thì nhà ai cũng có một cái xe đạp điện gần như là như thế, thì nên mua một cái cục kích điện 2000W như thế này để phòng những cái lúc mất điện. Thì ta có thể cắm trực tiếp cái rắc sạc này đấy vào cái xe điện của mình. Có thể dùng quạt thoải mái, nấu cơm cũng không vấn đề gì cả, có thể nấu được cả cơm luôn. Đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn thì các bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh để nhận được thông báo ngay khi mình có video mới ra. Thì các bạn ấn vào cái biểu tượng có hình quả chuông ở ngay cái vị trí ấn nút đăng ký, thì khi có video mới ra thì nó sẽ gửi thông báo đến. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.